Hello, chị Lê xin chào tất cả mọi người nha. Mình video này mình chia sẻ cho các bạn mình làm mình sẽ trồng rau mồng tơi bằng cành. Đây là những cái cành rau mồng tơi mình mua ở ngoài chợ. Sau khi mình cắt những cái đọt non mình nấu canh. Bây giờ những cái đọt già này mình ngâm nước. Thì rau mồng tơi này mình ngâm nước được 5 ngày rồi nha. Nó lâu hơn là trồng rau, cách trồng rau muống bằng cành. Thì cái này 5 ngày mình ngâm nước, bây giờ nó ra rễ nè các bạn. Ra rễ rất là nhiều. Thì ngâm nước á, của rau mồng tơi thì lâu hơn một chút. Đó, hai cành này nè. Rễ lên rất là nhiều. Rồi bữa nay mình sẽ đem ra ngoài mình trồng vô cái chậu đất. Đây là rau dâm nè các bạn. Mình cũng trồng bằng cành luôn. À, lên rễ quá trời nè. Cái này rau dâm thì mình ngâm nước chỉ có 3 ngày thôi. Hiện giờ mình có tổng cộng khoảng 10 cây, 10 cành rau mồng tơi. Khoảng 10 cành nhá, mình sẽ trồng vô vào. Thì rễ nè, rễ lên quá trời luôn. Rễ lên nhiều lắm các bạn. Đây này các bạn. Wow. Quá trời rễ luôn. Thì ngâm được 5 ngày. Đây. Ok, mình sẽ trồng vô trồng ké vô cái chậu này nha. Tại giờ bây giờ hết đất rồi. Chậu này là chậu cây bưởi đỏ đó. Thì mình sẽ trồng vô đây. Đây. Để trồng vào đây. Đây hết đất rồi các bạn, hết đất rồi mình trồng tạm vô tầm trồng ké vô đây. Wow. Các bạn mình trồng vô đây được 1 2 3 4 5 6 7 7 cành. Bây giờ mình còn lại 4 cành, mình sẽ trồng qua một cái chậu khác. Tại vì bây giờ chặt quá rồi các bạn, mình trồng qua cái chậu khác nha. Các bạn, đây là cái chậu cây cây mướp. Mình sẽ trồng khé vô cái chậu này nha. Đây mình có cây húng quế nè. Rồi mình sẽ trồng 4 cành rau mồng tơi vô đây. 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 Cái rễ la ra quá trời bạn. Sẽ trồng vô đây. Rồi. Hy vọng nó sẽ lên nha các bạn. Hy vọng nó lên. Cành này thì cái này có chút xíu mà lên rễ cũng nhiều lắm.
đó mình trồng vô đây. Cành này không có rễ nhưng mà mình sẽ không có đăng lên rễ nè, mà mình sẽ trồng vô đây luôn, không sao đâu. Rồi bây giờ mình chỉ cần tưới nước thôi nha các bạn, xong rồi đợi khoảng 10 ngày sau xem sao. Bây giờ mình tưới nước, mình sẽ quay lại sau 10 ngày nha. Đây. Thì cái chậu này mình có khoảng 7 cây, 2 3 4 5 6 7 7 cây nha. Còn chậu bên kia mình có 4 cây. 4 cành đó các bạn, 4 cành. Thì mộng tơi trồng bằng cành mau lên lắm. Rồi. Đây là ngày 26 thì tháng 8 năm 2021. Đúng 3 tuần mình quay trở lại thăm cây rau mồng tơi. Bữa mình cách đây 3 tuần mình dăm cành á, bằng dăm cành mồng tơi á, bây giờ nó lớn rồi các bạn. Đó, bên đây là mình được bao nhiêu cây, cây này chắc không lên rồi. Bữa mình trồng đây là như là 8 cây, giờ còn coi 1 2 3 4 5 6 7 chỉ có 7 cây mọc thôi, còn cây kia nó không lên, cây kia như là cành già sao á đó. Cái này là sau sau gần 1 tháng nha. Rồi còn chậu bên đây nữa, chậu bên đây nó cũng rất là xanh tươi nè các bạn. Bên đây như là hình như có 4 cây cũng lên nè, một cây nó có 2 cành đây cũng xanh tươi nè các bạn. Mà cái số lượng này không có đủ nấu canh đâu. Ok, chị Lê xin chấm dứt video mình đây nha. Bạn thấy video này hấp thú và bổ ích, các bạn hãy chia sẻ và nhấn nút like. Chị Lê xin hẹn gặp lại các bạn vào những video hấp dẫn kế tiếp nha. Chị Lê TV, bye bye.